Chào mừng quý bạn đã trở lại với kênh YouTube Thuật Thể Thao. Bảng xếp hạng giải Ngoại hạng Anh sau vòng 34, Manchester City dẫn đầu với 80 điểm, đứng hàng Manchester United 67 điểm, Leicester City đứng thứ 3 với 63 điểm, Chelsea xếp thứ 4 với 61 điểm, West Ham đứng vị trí thứ 5 với 58 điểm, Tottenham đứng thứ 6 với 56 điểm, Liverpool đứng thứ 7 với 54 điểm, Everton đứng thứ 8 với 52 điểm, Arsenal đứng thứ 9 với 49 điểm, Aston Villa đứng thứ 10 với 48 điểm, Leeds United đứng thứ 11 với 47 điểm, Wolves đứng thứ 12 với 42 điểm, Crystal Palace đứng thứ 13 với 38 điểm, Brighton đứng thứ 14 với 37 điểm, Southampton đứng thứ 15 với 37 điểm, Burnley đứng thứ 16 với 36 điểm, Newcastle United đứng thứ 17 với 36 điểm. Ba vị trí cuối cùng vẫn là Fulham, West Brom và Sheffield United. Lịch thi đấu vòng 35 giải Ngoại hạng Anh. Vòng 35 giải Ngoại hạng Anh sẽ ra trong 4 ngày, mùng 8, mùng 9, mùng 10 và 11 tháng 5. Trong ngày mùng 8 tháng 5 sẽ ra 4 trận đấu. Leicester City đấu với Newcastle tức lúc 2 giờ. Vào lúc 18:30 Leeds United gặp Tottenham. Vào lúc 21 giờ ngày mùng 8 tháng 5, Sheffield United gặp Crystal Palace. Vào lúc 23:30, Manchester City đấu với Chelsea. Trong ngày mùng 9 tháng 5 sẽ ra 4 trận đấu. Liverpool đấu với Southampton, Wolves gặp Brighton, Aston Villa gặp Manchester United, West Ham gặp Everton. Vào ngày 10 tháng 5, Arsenal đấu với West Brom. Trận đấu muộn nhất của vòng 35 là cuộc so tài giữa Fulham với Burnley. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Quý các bạn có đánh giá gì về kết quả, lịch thi đấu và bảng xếp hạng của giải Ngoại hạng Anh? Hay là ý kiến của mình phía dưới phần bình luận. Quý vị có thể đăng ký kênh để cập nhật lịch thi đấu, bảng xếp hạng, kết quả bóng đá và tin tức bóng đá mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.